quá trời đẹp luôn anh chị không. Kia Optima 2009 mẫu này thì bên mình mới về thêm được một xe giống vậy luôn, nhưng mà nó là Hyundai Sonata 2009 cũng giống như vậy luôn, có 200 mấy thôi. Xe này đang để cho em là 290 hay gì á. Xe đẹp ha. Đó. Quá đẹp luôn. Bên mình thì anh em thấy rồi đó, quá trời xe, một cái bãi xe ở đây nữa rất là nhiều. Ở đây là bãi bảo dưỡng của mình anh chị. Đó. Em đi bằng Audi A1 nè. Rất là nhiều xe. Đó. Xe bây giờ là hàng trăm xe rồi, anh em qua lựa thoải mái anh chị. Đó. Anh em cứ lựa thoải mái, lái thử vô tư. Xe này cũng dàn ghế zin luôn nè, nhưng mà ghế zin nó da nó hơi bị nhăn nhăn, tại vì zin thì lâu năm rồi, tại vì xe đời 2009 mà thì nó có 200 mấy triệu thôi. Và em đang muốn mua nhiều những cái dòng xe này, anh em nào biết ai bán chỉ em mua qua số 0564717171. Thịnh Bến Tre có nhiều xe, Lo Infinity nè. Đó, chất xe rất là đẹp nè. Đó, anh em thấy không? Bên mình thì rất là nhiều anh chị, tha hồ anh chị mình lựa nha, lái thử chạy thử nha. Cửa sổ trời luôn. Đó, Karen cũng mới vừa về nữa nè. Đây là anh em thấy đẹp không? Mâm lớp vỏ mâm lớn nè. Cụm đèn chỗ đèn rất là đẹp ha. Quá đẹp luôn. Cửa sổ trời. Ca đen mới vừa về, em đang cho dặm sơn. Với em hai cái gương gặp chỉnh điện, nó bị hư cái gương gặp chỉnh điện á. Thì bây giờ thay thì chắc nay mơ xong. Xe này là đời 2012, số tự động, cửa sổ trời, nỉ zin, đang để cho em mình nó 200 mấy chục triệu thôi. Nỉ zin nha, ghế điện nha. Tí xíu em cho lột này ra luôn. Vô lăng zin luôn nè anh chị. Vô lăng zin xe rất là đẹp ha. Đó, bao xài với anh chị em mình luôn, bao xài bao chạy, bao quay đầu thoải mái, tự động 2012. Đó, nỉ zin luôn. Xe thì chưa dọn, xe mọc anh chị, chưa dọn nha. Để em đi làm cái gương gặp xong rồi cái em sẽ dọn vệ sinh tắm rửa xe. Xe anh em nhìn cái máng nước nó chưa có một mọt luôn nè. Xe này em để cho anh em mình như 200 260 270 gì đó. 4 mâm 4 vỏ mới, xi nhan gương luôn. Máy gầm cực im, bao xài. Đó, rất là nhiều xe anh chị nha. Morning này cũng đang chơi dặm sơn nữa nè anh chị. Morning này có 122 triệu à. 122 triệu này mình có morning màu trắng đời 2010-11 bản đủ nha. 2011 bản đủ. Bản đủ nó sẽ có là vô lăng ba chấu và được trang bị có túi khí ha. Đẹp đẹp không? Bản đủ nha. Ồn quá để anh chạy vô nhà. Đó, trong bãi nè anh em ha. Innova Rondo. Quá trời xe luôn anh chị ơi, tha anh chị mình lựa Rondo mới về nè, đời 2016 nè, tự động nè. Đời 2016 số tự động anh chị nha. Đó, xe này thì đang để cho anh em mình là 360 triệu. Số tự động nha anh chị nha. Ba chế độ lái Comfort, Normal và Sport, và nó có máy Eco nha. Và cái giá chỉ có 360 triệu thôi. Innova thì em đang tìm mua nhiều nữa nè anh chị, xe này mới vừa quay khách cọc rồi. Đời 2016 17 gì đó anh chị, 17 thì phải. Xe này đang để cho em mình có 450 mấy triệu thôi. Đó, rất là nhiều ha. Livina tự động nữa nè. Livina số sàn, Livina số tự động cũng có 100 mấy, 200 mấy thôi. Đó, dây nè, dây thì cũng có 100 mấy chục triệu thôi. Thì rất là nhiều xe đợi anh em mình tại Thịnh Bến Tre. Ở trong đó thì còn Y30 xì bắc. Đó, xì bắc xanh, xì bắc vàng, rồi xì bắc đỏ gì tùm lum hết trơn. Ủa còn con xì bắc xanh của anh đâu chanh? Xanh à, ở dưới kia nè, ở dưới kia. Nhiều quá. Xì bắc này thì bản đủ đời 2017 nè, máy 1.2 ABS túi khí 2017 nha, đang cho dặm sơn đích nè. Thì xe này đang để cho anh em mình xe này là 200 ổ lộn có 176 triệu thôi. 176 triệu bản full, chạy 70.000, không lỗi nhỏ. Đó, bản full nha, ABS túi khí 2017. Ở đây thì 2015 thì rẻ hơn, để cho anh em mình có 150 mấy, 140 mấy gì đó. Này là 2015 ha. Ừ. Giá hợp lý, bao chơi bao xài thoải mái anh chị nha. Đó, rất là nhiều xe đang bảo dưỡng nè, Camry nữa nè, Y10 nữa nè anh chị. Đó, Y10 nữa nè. Y10 này thì khách cọc rồi. Đó. Bên mình thì quá trời luôn anh em mình, tha hồ anh em mình qua lựa chọn. Đó. Nơi giao lưu cho đổi nha. Innova bên đó mình cũng còn mấy chiếc nữa nè. Đó. Mẹ cũng đang bảo dưỡng cho khách. Innova đang đợi sơn nè anh chị. Em sơn chắc em sơn nguyên xe luôn. G2006, G xịn 2006, bao chơi bao xài nha. Để cho anh chị em mình con G xịn này để cho anh em mình là 215 triệu. Em sẽ sơn mới nguyên xe cho anh em mình luôn. Ok chưa? Đó. Quá đã luôn ha. Xì bắc 135 triệu 23 nữa, 235 triệu 123. Máy gầm số cực im nha. Innova G 2010 205 triệu nữa nè. Sơn xi đẹp, đăng kiểm mới, 4 mâm 4 vỏ mới nữa nè. Đó, nhiều lắm, anh chị qua lựa đi, chạy thử lấy thử với em Thịnh nha. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video nha.